Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nay mình học một bữa nữa là bữa cuối ha. Hôm nay mình tâm sự chứ học gì đâu ha. Tâm sự gì đi chứ, đời nó cũng vậy mà. Thường thường hồi đi học phổ thông cũng vậy thôi. Hả? À, thế giới tất đàn. Hay quá. Đem áp dụng liền. Dành thưa quý vị là cố gắng học ha. Cái này không có gì hết á. Quý vị phải học thấy kết quả rồi nó có trong cuộc sống mình mới có được cái an lạc. Phải nói là mình Phật tử ở đây Phật có nói là mà nói là cái từ đại phước đức. Chứ vì được vào học những cái lớp và những cái bộ kinh điển chính thống của Phật giáo, nó giúp cho chúng ta có được cái nhận thức chính xác về cái xã hội, cái vũ trụ, cái vạn vật trên đời này thôi. Rồi chúng ta sống đúng với cái chu trình của nó cái được an lạc vậy thôi. Còn gần như chúng ta sống ngược không à. Chưa đâu, cái vị học có phần dưới này. Là cái vị nếu mà cái vị không có thiền định tư duy là cái vị dễ bị loạn lắm. Mà nó quá hay luôn, nếu mà cái vị nghiên cứu kinh điển đúng mức là cái vị thấy nó tuyệt vời. Như Đức Phật dạy chúng ta ở tu á, là quán vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh này kia nọ ha. Là gần như cái đó suốt đời chúng ta làm chi xong mà. Vậy mà quán tu tập tới đó xong cái thời Đức Phật các âm tỳ kheo lên thưa Đức Phật con đạt đến cái cảnh giới này rồi. Là con chắc con siêu sao rồi đó. Đức Phật còn rài ổng nữa. Đức Phật nói ông giống như bị gì? Điên đảo. Cái cuộc đời này nó rõ ràng là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Rõ ràng Đức Phật cũng chỉ cho ổng tu đạt đến đó rồi xong khen, đáng lẽ Đức Phật khen. Nhưng Đức Phật còn rài nữa. Đức Phật ông nhìn, ông hãy nhìn làm sao thấy cuộc đời là gì, là gì? Thường là ngã tịnh mới được. Đó. Gần như thấy nếu mà học kinh điển mà không có đầu óc mà một chất có nghĩa là giống như là giáo dục, một cái nhìn có nghĩa là khách quan, hay là thấy Đức Phật chúng ta giống như là một ông già vậy đó, chơi của mấy đứa con nít vậy đó, thì chúng ta gần như chúng ta không hiểu ý đồ của Đức Phật được. Đức Phật bày ra những cái thứ đó là chẳng qua là do chúng ta sai lầm. Giống như trong cái bộ kinh này này quý vị thấy, có một ông lương y, khi mà ông vua ông bệnh á, thì cái ông vua này ông uống sữa để trị bệnh. Cái ông lương y ông nói không được, uống sữa sẽ không bao giờ trị hết bệnh. Thì cái ông vua này ông không uống sữa, thì ông uống thuốc thì trị hết bệnh. Thì một thời gian sau ổng lại bệnh một cái bệnh khác nữa. Thì ông lương y ổng nói rằng cái bệnh này phải uống sữa. Cái ông vua ổng nói giờ giống như là mày muốn chết hay sao vậy đó. Lúc trước mày nói là muốn trị bệnh là đừng uống sữa, nhưng mà bây giờ đó mày nói là phải uống thuốc mới trị bệnh, uống sữa mới trị bệnh. Thì y chang như vậy đấy. Đức Phật, tại sao cái lúc mà Đức Phật nói là cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, rồi có lúc ông nói là thường lạc ngã tịnh, là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, là chúng ta đang tu tập ở lớp nào? Sơ cơ thấp ở dưới. Còn khi mà chúng ta tu mà đạt cái cảnh giới giống như là uống, mà không uống sữa mà vẫn trị bệnh được, đó là giống như kinh điển đại thừa vậy đó. Nó có giá trị lắm. Chứ không phải là Đức Phật nói một là một nha. Có những cái bệnh giống y như người trị bệnh vậy đó. Có người bệnh chúng ta cũng y chang như vậy đó. Có lúc thì Đức Phật nói giống như ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng vậy. Thường thường bên Nam Truyền á, là gọi là 37 phẩm trợ đạo. Nếu mà nói là đạo á, là trình bày tứ diệu đế hay là ấy này kia nọ là đạo. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ông nói á, là vô sân là đạo trời đất,
Vô sân nó đâu có liên quan tới 37 đời đạo. Thấy chưa? Tại vì cái đối tượng khi mà Đức Phật trình bày trong kinh nó Đại Bát Niết Bàn này gặp có ông vua, cái gì ổng cũng ok hết, nhưng mà có cái ông nổi sần. Thì Đức Phật rõ ràng đưa cho cái ông này cái thuốc này là cái thuốc gì? Trị sân mà thôi, còn mấy bệnh khác không có. Cái vị học đạo phải nhường nhuyễn, phải luân chuyển kiểu đó đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là học đạo rồi nó cứng nhắc nha, là có chừng sai đó. Chúng ta dính vào đó là sẽ cực khổ đấy. Giống như là trình bày đạo mà nó Đức Phật nói là vô sân là đạo, là chúng ta cãi theo Nam Truyền là nó cãi đấy. Nhưng mà không phải. Giống như người uống thuốc hồi nãy, để ý cái đó ha. Thì làm sao mà nó là những cái kinh điển này trình bày cho quý vị phải có một cái nhìn mà là tổng quát về Phật giáo. Và nó là quý vị có cái phước duyên. Với hồi xưa đó là gần như đa số mấy thầy mấy chư ni này đi mà đi học là vô học cứng nhắc hả, không có được mà trình bày mà nhường nhuyễn đâu, mà làm cho cái gần như là chúng ta học kinh điển là chúng ta thấy gần như tưởng là Đức Phật ông nói vậy là nó vậy thôi. Nhưng mà tứ tất đàn, nhớ chưa, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, ông nói vậy mà không có phải vậy, ông nói chơi đấy. Bao giờ ông nói cái gì để nhất nghĩa tất đàn mới là 100%. Như bữa trước cho quý vị cái lý luận đó, minh chứng đó là nó trong đạo Phật là không có cúng tế thần linh, mà sao có bài kinh Đức Phật vẫn cho cúng tế thần linh, là quý vị phải quán chiếu thiền định thấy cho được, là tại vì cái xã hội Ấn Độ thời đó là đa số các tôn giáo từ cái phước báo hay là khổ đau là do các vị thần hết, mà cái cách cúng tế của các ngoại đạo là nó cúng những con người động vật. Nhưng mà Đức Phật mà ra đời xong Đức Phật phủ hết á, đi ngược lại á, thì gần như chống đối không có nổi, mà tín đồ sẽ không đến. Đức Phật nhường nhuyễn bằng cái cách, có nghĩa là Đức Phật vẫn nói là chúng ta cũng cần cúng tế thần linh, nhưng mà cúng bằng cách nào? Cúng bằng hoa quả. Đó là bắt đầu tín đồ, những người mà theo ngoại đạo nó mới đến, mò đến với đạo Phật. Rồi sau đó Đức Phật mới đưa người ta lần lần đến cái chỗ mà chỉ cho ta thấy là đạo Phật là đạo gì? Không có thần là gì? Vô thần. Chỉ lên cái chỗ đó. Là tại Đức Phật chúng ta là bị giáo chủ vẫn là con người nha. Mà cái vị coi thử trong chùa, trong coi chừng cái đạo Phật, cái lý tưởng, cái giáo lý Đức Phật là vô thần. Nhưng mà trên thực tế chúng ta là gì? Đa thần giáo. Đúng không? Thờ ai? Quá nhiều. Là chúng ta biến Phật giáo trở thành đa thần giáo đấy. Trên lý thuyết thì mình thấy rõ ràng là đạo Phật chúng ta là đạo vô thần đấy. Đức Phật không hề thờ một ông thần nào cả, mà Đức Phật vẫn là con người thành một vị giáo chủ. Mà cái vị nghĩ thần là cái gì? Thần đó mà nói là ông thần tài đi ha, là ổng cũng là một kiếp nào ổng tên tài. Ổng tên tài mà ổng chết ổng linh, cái người ta gọi là thần tài. Nhưng mà nhớ ổng thần tài thì ổng cũng là một chúng sanh như bao chúng sanh, như là Đức Phật mà thôi. Khi mà mất đi thì theo quy luật gì? Luân hồi sanh tử, làm sao mà ở đó được? Móc dùm ân làm ân, móc hết ba cái nhận thức sai lầm. Nếu mà chúng ta không học những cái lớp này là cái đầu chúng ta nó bị những cái giáo lý, có nghĩa là rất là thế gian. Mà thưa quý vị là Phật giáo nó gần như là tam giáo đồng nguyên. Phật Khổng Lão nó là một nụ ở trong đó. Bây giờ làm sao mà phân nó ra dùm? Cái nào là của Khổng, cái nào của Lão, cái nào của Phật? Của Khổng, của Lão có thể xài được giai đoạn đầu mà thôi. Tiếp theo giai đoạn thứ hai thì cái giáo lý Khổng của Lão không xài được cái gì cả.
Giống như bây giờ hiện tại là các chùa chúng ta đang sử dụng cái giáo lý của ai? Của Khổng, của Lão. Là cái gì? Cúng sao, cầu an, cầu siêu, rước vong là cái giáo lý của Khổng đấy. Mà nhớ cái giáo lý này chỉ xài nó giai đoạn đầu để lôi tín đồ vào chùa mà thôi. Còn muốn giải thoát giác ngộ phải xài cái giáo lý của Phật giáo mới được. Nên phải khôn khéo chỗ này nha. Phải khôn khéo chỗ này. Khôn khéo chỗ này để chúng ta sử dụng cái giáo lý nhà Phật cho nó tốt. Chứ đây nhà sư không hề bác nha. Không hề bác là cầu an, cầu siêu, cúng dông gì hết. Nhưng mà nhớ cái người tu sĩ á, cái này phải có nghệ thuật một chút. Là cái mục đích của Khổng, của Lão, cái giáo lý cầu an, cầu siêu là mục đích mình đưa tín đồ về với đạo Phật. Rồi sau đó mình phải trình bày cái quy luật nhân quả vô thường khổ để cho bá tánh người ta hiểu được cái chân lý đó, người ta sống thực tế. Là sao? Giống như giờ cái vị trình bày vô thường này thì để làm cái gì? Hả? Mất đau khổ, lý do phải mất đau khổ chứ. Có thể là mất đi đau khổ đó, nhưng mà dùng cái từ nó không ấy. Có nghĩa là ở đời cái vị khổ là lý do tại sao? Cái vị coi cuộc đời này là gì? Cái gì nó cũng thường hết á. Còn bây giờ cái vị nhìn này, Đức Phật ông nói chúng sanh vô tình đó theo quy luật gì? Thành, trụ, hoại không. Cái vị mua cái áo mới mê nó đúng không? Mà cái vị áp dụng vô lý nhà Phật nó vào nó cũng thường. Mặn bộ này, ngày mai nó rách. Có buồn không? Không buồn thì áp dụng vô được. Bớt giải quyết, bớt đi những cái đau khổ lăng nhăng. Rồi cái nhà, chiếc xe, gần như chúng ta khổ cái này không ít. Rõ ràng là chúng ta áp dụng những cái chân lý của giáo lý nhà Phật để giúp cho chúng ta sống sướng, sống khỏe cuộc đời thôi. Chứ không có gì khác hết. Mà gần như hàng ngày chúng ta hiểu sai về hết. Cái cuộc đời này vô tình là thường lạc ngã tịnh, mà cái gì mà của chúng ta là chúng ta không hề cho nó theo quy luật đó. Mà nó không giống cái suy nghĩ chúng ta thì gần như chúng ta khổ đau. Vậy thôi, không có khác cái gì hết. Đức Phật chỉ chúng ta cái nhận thức chính xác là chúng ta hàng là học kinh điển rồi nó ghiền là lý do đó đó. Nó hấp dẫn bạn bè cùng bạn bè, mà bạn chúng ta là khổ mà chúng ta bớt khổ. Chúng ta học đạo và thấy được cái giá trị chỗ này. Mà gần như cái tuổi này là cái tuổi là nghe kinh đâu là nó sướng cỡ đó. Chứ còn 30 đổ đi mà nó vô thường nghe không có nổi. Cuộc đời nó coi trời bằng hột tiêu, nó muốn làm cái gì để làm. Mà nói cuộc đời này nó thay đổi, nó khổ đau nó không chịu. Nhưng mà tuổi này cái vị đã lên voi xuống chó rồi, là nói cái gì cái vị nguyền. Là Đức Phật nói toàn là chân lý, không là lý do đó. Nên toàn bộ kinh điển Đức Phật nha, nó là cái kinh Đại Bát Niết Bàn, nó rất là hay nè. Để trình bày thêm cái đoạn này, cái vị thấy nè. Bạch Thế Tôn, các pháp quán vô thường, khổ không vô ngã, là nó thuộc Phật giáo Nam Truyền nha. Bốn cái này là chân lý của Nam Truyền, là đỉnh cao nhất của Phật, của cái giáo lý của tiểu thừa Phật giáo đó. Thế Tôn khéo dạy cho chúng con thì vô thường là ưu việt hơn hết. Rõ ràng nha. Ông nói là khi mà quán vô thường nó đưa đến nhiều cái hạnh phúc. Nó đưa gọi là quán vô thường thì mọi cái ham muốn của mình nó bớt rồi đó. Thì ông thấy có kết quả rõ ràng. Ví như các dấu chân thú thì dấu chân voi là lớn hơn hết. Thì ông qua ông so sánh các cái pháp môn tu vô thường, khổ, vô ngã, thì ông nói là vô thường là giống như dấu chân voi vậy đó. Thì dấu chân voi lớn hơn hết, vô thường quán nếu tinh tấn tu tập có thể trừ hết ái nhiễm cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trừ hết vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Đây một cái chúng ta học kinh điển mà không có giải mã được á, là gần như chúng ta học kinh điển không có giá trị gì cả. Đọc nghe chơi vậy thôi chứ không xài được cái gì hết.
mà Đức Phật ông nói cái gì á mà chúng ta xài được ông mới nói. Thì bây giờ nói này, trừ hết ái nhiễm của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ ba cái cõi nằm ở đâu? Bài cách trái đất này bao nhiêu? Nó phải là sao quả không? Hay sao thủy? Phải chứ, được chứ. Rõ ràng ông nói có thể là trừ hết ái nhiễm được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu mà chúng ta giải cái ba cái cõi này là một cái thế giới nọ ở đâu á, thì đọc cái kinh điển này không có xài được cái gì hết á. Mà không xài thì không có giá trị gì cả. Đó chúng ta hiểu kinh điển nó sai đấy. Cái nghĩa đen đó, còn cái nghĩa bóng đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó nằm ở đâu? Ngay ở đây nè, ngay thế giới ta bà. Hỏi nó chỗ nào? Chỉ được không? Được. Ai mà cái tâm còn nhiều cái gì? Tham dục thì còn ở trong cõi gì? Cõi dục. Ở đây có ai thoát khỏi cái tham không? Tham tài nè, tham sắc nè, tham danh nè, tham thực nè, tham thì nè. Quá nhiều cái việc còn, cái đó có nghĩa là cái việc còn nằm trong cõi dục. Còn cõi sắc ở đây là cái cõi này là ai còn đam mê trước cái vật chất là người đó đang nằm trong cõi sắc. Vậy có ai thoát ra không đam mê cõi sắc không? Là vật chất á. Tiền khoái không? Xe thích không? Cũng cà quằn đó thôi hà. Cũng nằm trong đi vào cõi dục rồi đi ra cõi sắc này kia nọ. Hả? Thì cái nghĩa nó vậy đó. Cái nghĩa có nghĩa là chúng ta gọi là cái cõi sắc này đó được ví dụ là những cái tâm. Cái cõi là cái tâm đang ham muốn liên quan tới vật chất là người đó đang ở trong cõi sắc. Chứ không phải cái cõi đó là bay lên cái không gian bao lâu nha. Một lát thì lý giải thêm chứ bị thêm hay không hơn nữa. Cõi vô sắc là cái gì? Là cái cõi đó mà cái vị ngồi tưởng tượng mà hoàn toàn không có. Mà ai ở đây học duy thức rồi, nó là cái gì của duy thức? Ý thức đọc ảnh cảnh là cái đào anh, cái ý thức đó, nó tự ngồi nó suy nghĩ, nó tưởng tượng ra, chứ trên thực tế nó không có. Như chúng ta thường quán chiếu là hồi xưa có nghĩa là gần tới Tết là chúng ta đưa ông Táo về trời, đúng không? Mà bây giờ người ta nấu điện không rồi, lấy ông Táo đâu đưa. Cái sai lầm nó vậy đó. Là ông đọc ảnh cảnh cái ông nào đó, cái ông nội nào hồi xưa đó, ông ra trước đó, ông lấy ba cục gạch, ông nấu ăn xong rồi ông nói là ông Táo. Rồi mới con cháu sau này nó lựa nó nói là ông Táo. Bây giờ nó cũng cúng nó quải đưa vậy thôi. Do cái gì? Đọc ảnh cảnh bày ra. Rồi thằng chớp á, thằng xét á, rồi Hà Bá có không? Hồi xưa mà khoa học chưa phát triển là chúng ta nói thằng không đó chứ. Còn hồi xưa ở quê mà ở những cái nơi mà cọp nhiều á, chúng ta nó mạnh quá, chúng ta sợ nó gọi là gì? Ông không à. Mà bây giờ nó làm thịt hết rồi. Giờ đâu còn ông nữa, đâu có thằng nữa. Đó là gì? Đọc ảnh cảnh bày ra. Thì nhớ rằng là khi chúng ta ngồi thiền định cũng y chang vậy đó. Nhớ ha, trong giáo lý, trong thiền định nó có câu thần chú gì? Mỗi pháp môn nó có những cái câu thần chú mà chúng ta phải nhớ. Là học, nếu mà học thành gọi là học thiền tâm phải nhớ câu này là câu gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Là sao? Là do khi mà anh ngồi thiền định, cái ý thức của anh, cái ý thức nó gọi đọc ảnh cảnh đó, nó ngồi nó tưởng tượng, nó nghĩ rằng nó gặp Phật,
Rồi nó nghĩ gặp Bồ Tát, gặp ma, mà trên thực tế những cái vị đó không có. Mà khi chúng ta không hiểu được cái câu gặp Phật chứ không gặp ma, ma có nghĩa là khi mà gặp những trường hợp đó đó, Đức Phật nói là chúng ta đừng chạy theo nó, là giết, là sát nó, không cho nó nổi lên nữa, gọi là giết sát nó. Còn người mà nghiên cứu kinh điển không tốt mà chúng ta bài chạy theo cái độc ánh cảnh nó bày ra đó, bám theo nó mà chạy riết, nó dẫn chúng ta, gọi là bị gì? Tạo quả nhập ma vậy thôi. Không hề có con ma nào cả, mà chẳng qua là chúng ta sai lầm, chúng ta chạy theo độc đầu ánh cảnh bày ra. Đó, thì trên thực tế không hề có thần thánh gì cả, mà chúng ta ngồi tưởng tượng nó gọi là gì? Cõi gì? Cõi vô sắc. Nha. Quý vị nhớ Đức Phật ông nói là ngay cái cuộc sống hiện tại Đức Phật đã đặt ba cõi. Nhớ ha, Đức Phật đã đặt ba cõi. Mà nhớ Đức Phật chúng ta là cái người gì? Khất sĩ, là cái người ăn xin, người đi bộ không có xe mà đi nữa cơ, không hề bay nhảy đi đâu cả, không có bay cái thế giới nào mà đập cả. Nhưng mà đứng trước cái gì? Những cái ham muốn dục vọng, Đức Phật còn không? Đập nát cõi dục. Cõi sắc có nghĩa là vật chất, của cải, danh vọng này kia nọ, hoàn toàn Đức Phật không cần nữa, đập nát tiếp. Cõi vô sắc có nghĩa là Đức Phật không thờ một thần linh nào cả, không tưởng tượng có một vị thần nào cả, mà sống thực tại với mình, là đập luôn cõi ba cõi. Quay lại chỗ này xíu này cho quý vị thấy này, quý vị nó có thần không? Phải nói thiệt đi, loại nó ra thôi à, không có ha hiếc cái gì hết á. Cứ nói thiệt, từ hồi giờ học sao hóa vậy, đúng không? Từ hồi giờ chúng ta nghĩ là có thần, mà ở đây chỉ nói là thậm chí là Quan Âm, Địa Tạng đó, có không? Có ngồi đó không? Bồ Tát, Quan Âm, thằng Tài Thiên, gì đó nữa, ông gì cầu nguyện hút thuốc á, thằng Tài rồi đó. Những ông đó là một trong những chúng sanh giống Đức Phật, giống như tất cả chúng ta. Trong đời này chết rồi thì còn ở đó không? Đi đâu? Tái sinh. Làm sao có ông thằng nằm đó được? Cái chuyện có ông thằng ông này ông kia là do thằng gì? Đọc cảnh cảnh bày ra. Giống như bữa trước sư cô hài có anh á, ảnh nói anh là anh thằng Tài. Cái ông kia nói tao thấy mày đâu giống thằng gì đâu. Cái ông nói phải, hồi xưa tôi còn sống tôi tên Tài, mà do cái tôi người ta cầu nguyện sao mà nó trúng sao, cái nó linh, cái ta nói tôi là thằng Tài vậy, chứ tôi không có thằng linh gì cả. Cái câu rất là kinh điển đấy, người ta tên Tài thôi. Học cái đó quý vị mới phủ toàn bộ ra được, chứ gần như cái bị được gieo cái hạt giống mà thằng linh nó gần như lúc còn nhỏ cơ, giờ khó gạt lắm. Nhất là những vị mà làm ăn á, sao nó là bỏ cái ông thằng Tài bỏ không nổi đâu, không dám bỏ, nhờ ông không đấy, không dám bỏ. Mà Phật tử ở đây cũng không có làm kinh tế đi nữa, bỏ cũng còn sợ nữa mà. Lỡ bao nhiêu năm thờ ổng, bây giờ nghe Phật nó không có, ổng bây giờ bỏ, không dám bỏ. Mà phải nói rằng là tôi đã lầm, đưa ông ơi quên, tôi đã lầm thờ ông bao lâu, thì bây giờ tôi bỏ ông. Phật dạy rõ ràng là không có thằng thì tôi bỏ, chứ gì đâu mà phải sợ ổng ha. Cô đặt câu hỏi. Đã học rồi làm sao mà có được cái giáo lý của khổng của lão.
làm ơn làm phước học đó, mai mốt thấy mấy thầy cũng cúng đất cúng máy này kia nọ, cái đó là thế giới gì tất đàn, cho cái việc yên tâm. Về cái nhà mới có thầy tới làm lễ này kia nọ, chứ cái vị nghĩ cái nhà đó bây giờ làm lễ xong được bình yên không? Cái vị ăn trộm đi, cái vị ấy đi coi thử cái nhà cái bình yên không biết à? Cái câu đó là câu có nghĩa là bất liễu nghĩa, nó không có kinh điển gì cả. Cái câu đó an thần có nghĩa là nói ở đời xã giao vậy đó, chứ còn không có. Trời đất ơi, cái này rủ cái này ra rất là khó nha. Cái bị nhét trong nó kỹ quá, bây giờ lâu rồi nó cực dữ lắm. Không có nói là suy liều mạng đấy, mà lâu được chút là lâu chứ không có nổi đâu. Mà chính cái vị phải tư duy thiền định cơ, là mới lâu cái não, cái những cái sai lầm cái vị giải thoát tri kiến ra được. Hả? Ở Việt Nam dân gian ngày xưa không chưa biết đạo Phật, Phật chưa đến nước Việt Nam này thì mọi người cứ tin tưởng là thần lửa thần sắt đó, đi chang vậy thôi, cái đó cũng không có trách được. Cái lúc đó khoa học chưa phát triển là một, thứ hai chúng ta học nhầm cái giáo lý nó không có ok lắm. Thì nói thiệt cái vị phải có cái, phải nói là công nhận cái vị đại phước, cái vị mới vô được cái lớp cái trường này cái vị học, nó mới đã phá những cái giáo lý sai lầm, cái hiểu biết sai lầm quý vị, mà gọi là giải thoát tri kiến, giải thoát cái hiểu biết sai lầm hồi xưa của chúng ta. Chứ không là không có được. Nhớ ha, trình bày kỹ, mai mốt thầy cô nào mà làm đó đừng có bác nha, phải hiểu dùm. Là tại vì thầy làm, cô làm cái đó, sư làm cái đó, là tại vì cái bá tánh đó người ta không có yên. Sư cũng lấy nước sư rải cho ta yên tâm thôi, chứ không có được cái gì hết á. Rồi cũng lâm dâm vậy đó, nhưng mà không biết nói cái gì trong đó nữa kìa. Cũng thôi cầu nguyện theo thế gian, cầu nguyện cho cô về chùa gặp Phật cho được bình yên vậy đó ha. Nhưng mà muốn bình yên là cái vị phải. Sư nói cái này chỉ có sư nói bạch tẹt à, tại vì dám nói cái sai lầm của mình mà. Sư muốn nói cái đó là muốn cho quý vị cái nhận thức trong sáng, không có lờ mờ cái chỗ này. Tại làm sao trong kinh điển Đức Phật nói là không có thằng, chính sư nói có thằng, mà sư lại đi rải, sư lại đi cầu xin, làm cho quý vị không đủ khả năng để mà thoát ra khỏi suy nghĩ này. Mà nhớ rằng cái việc làm đó là không có cái lỗi phải sư nha. Do ai? Cái đối tượng đó phải làm. Rồi ok, mấy cô đặt câu hỏi hôm nay chúng ta gọi lái mà. Con là sư, là coi như mẫu thứ bảy là con này đi chỗ sư lạnh, con tụng kinh, con có bà kinh rã tâm từ. Mà sư trời cứ bị bỏ hay sư trời bị bỏ. Rải tâm từ, cái bài tâm rửa tâm từ. Cái đó đó, nếu mà biết cái cách học đó, rất là kinh điển nha, chứ không phải là nó mê tín đâu. Rải tâm từ nghĩa là chỉ chúng ta rải cái tâm từ thương yêu. Cái vị bực cái bà kế bên là biết sao không? Thiếu tâm từ. Rải tâm từ có nghĩa là cái bà này bà xấu dữ lắm, bà con cái đức tinh tốt à. Mà khi cái đầu chúng ta nó tức cái bà này là tại vì trong cái đầu chúng ta lúc nào cũng nghĩ cái xấu của bà hết. Mà bây giờ chúng ta rải tâm từ có nghĩa là chúng ta tìm cái tốt của bà, nghĩ bà không có làm được cái gì hết mà vô chùa được cái ra rửa chén, cái khu rửa chén là bà không thà, không cho ai vô hết. Ồ bà này coi giống một bà tốt, cái vị trong đầu cái vị nghĩ luôn nghĩ cái đức tính tốt của bà này, thì nghe cái bà đó cái vị còn bực nữa không? Không. Đó là cách rải tâm từ. Hoặc là chúng ta tập cái rải tâm từ lớn ra. Thường thường cái tâm từ chúng ta nó giống như cái đèn pin nhỏ xíu này. Thương ai? Những người nào mà của ta mới được, thân mới được. Gia đình, bà con, dòng họ, xa hơn nữa là quê hương, lớn hơn nữa đất nước là dữ lắm rồi đó. Là chúng ta tưởng là cái tâm từ, tâm bi chúng ta lớn. Nó giống như cái đèn pin so với cái tâm từ Đức Phật.
Quý vị thấy cái tâm từ của Đức Phật, có khi nào Đức Phật nói bài kinh hay là Đức Phật thương những người dân Ấn Độ không? Không. Gần như cái tâm từ Đức Phật mà nhiều lần ví dụ cho quý vị giống như cái ánh sáng mặt trời vậy đó. Không có điều kiện, không dành cho cái tôn giáo nào hết, cái người ốm, người mập, người nữ, người nam hay là châu nào cả. Nửa vòng trái đất ở trên này ánh sáng đưa xuống, ai cần ánh sáng thì ánh sáng cho hết, ánh nắng mặt trời cho đều hết. Cái tâm từ của Đức Phật được ví dụ như vậy đó, không có một cái lý do thăng sơ ở đây. Đó mới là cái đạo Phật được cho là cái đạo trong tương lai, có nghĩa là cái tôn giáo đại diện cho vũ trụ. Một cái tâm, một cái hành động, một cái việc làm mà một cái suy nghĩ mà cái nó quá bao la, nó rộng lớn như vậy. Còn mình dạy tín đồ chúng ta thương những cái người trong tín đồ của chúng ta thôi, trong cái tâm mong chúng ta, coi chừng chúng ta dạy sai đăng điển Đức Phật đấy. Cái đó đừng gọi là tâm từ. Tâm chúng ta không đủ lớn đâu. Mà đây có nghĩa là chúng ta tập tu rải cái tâm từ, có nghĩa là thân rộng lớn ra. Rồi chúng ta nghe ở cái châu nào giống như châu Phi người ta đang nghèo khổ, chính phủ có chương trình có nghĩa là cho từ thiện gì đó, mà chúng ta không biết cái người đó là ai, không thân không sao gì hết, mà chúng ta vẫn làm được việc làm đó, là chúng ta có thể làm được tâm từ. Cái đó mới có giá trị. À, chứ đừng cái học mà nhỏ xíu xíu dễ mà nói mình ngang với Phật nha. Tâm mình ngang với Phật không phải. Chứ nói Phật phân tích hai cái tâm từ của tâm bi này đó, là cái bị rối ngay lập tức. Cái bị gần như cái bị học có nửa vô công à. Hai cái tâm từ và bi này, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mà gần như hai cái tâm này dành cho Bồ Tát nào? Quan Âm. Gần như chúng ta hiểu Quan Âm là tu pháp môn, có nghĩa là lắng nghe, đúng không? Nghe ai kêu gọi là tới cứu. Thôi rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm mà tu ở cái mức độ mà nghe tới ai kêu mà tới cứu á, thì Bồ Tát vẫn là Bồ Tát, không thể bước lên quả vị Phật được, mà quả vị Bồ Tát cũng chưa được nữa. Cái nghe ở đây đó, cái bị nói cái từ Quán Thế Âm. Quán là theo dõi, thế là cái âm thanh, liên tục, thế là liên tục theo Hán á. Âm là âm thanh, có nghĩa là quán theo dõi cái âm thanh liên tục. Cái âm thanh đó là cái gì? Âm thanh cái đó hàng ngày nó liên tục mà chúng ta có để ý không? Là trái tim, là cái tâm chúng ta đó, nó liên tục, nó kêu gọi, nó nói nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Nên các vị thiền sư, các vị nào mà càng tĩnh tâm á, tiếng lòng nó nói càng dữ hơn nữa. Mỗi lần cái vị ăn trộm, trái tim cái vị có nói trước không? Nó nói đó. Nó nói ăn trộm là lo âu, là sợ xịt, nó báo trước á, mà đâu có ngán, đâu có thấy sự dự báo của nó. Chúng ta làm một điều thiện, chúng ta thấy hạnh phúc, là chúng ta, cái tim chúng ta đang nói. Nên quý vị nhớ là Bồ Tát Quan Thế Âm đó là cái phương pháp tu tập cao nhất trong 25 vị Bồ Tát được cho cái pháp môn này là cao nhất, được chọn là để cuối cùng, là 6 vị tu về gì? Về căn. Lục căn đó, 6 vị tu lục trần, 6 vị tu về lục thức, rồi 7 vị tu về thất đại, cộng là 25 vị. Thì cái Bồ Tát, cái phương pháp của Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm á, là được để là cuối cùng, là cao nhất. Quý vị coi đúng không? Là các vị thiền sư mà đạt đến cái chỗ gọi là thiền sư mà định được á, thì trở về kiểm soát coi cái tâm chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nó đang làm cái gì, nó nghĩ cái gì. Rồi bây giờ cái bị tu tịnh độ đạt đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, là định cái cao nhất của tịnh độ tâm. Muốn đạt đến nhất tâm bất loạn thì nó đạt, nó phải có gì? Phải có tự tỉnh thức
trong hàng giây, hàng phút anh mới đạt đến chỗ nhất tâm. Chứ bây giờ nó Nam Mô A Di Đà Phật mà cái đầu còn nhớ đâu. Nhưng mà cái từ niệm Nam, cái đầu chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta cột vào chữ Nam, chữ Mô, cái suy nghĩ chúng ta cột vào chữ Mô, chữ A, cái suy nghĩ cột cho từng giây từng từ, cái suy nghĩ chúng ta cột cho từng từ, không cho nó nhảy ra ngoài. Mà bao giờ chúng ta luyện đến mức độ nó nhuyễn đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta trở về quản lý cái tâm chúng ta. Cái gì niệm chú quên rồi, cái tông gì tự nhiên quên, mật tông. Mật tông mà muốn có linh nghiệm, có kết quả cũng phải đạt đến cái chỗ này thôi. Anh cũng đạt đến cái chỗ là nhất tâm bất loạn mới có thành quả. Thì Hoa Nghiêm tâm, Pháp Hoa tâm, thì cuối cùng cái cuối cùng của các phẩm môn đó là cái chỗ gì? Trở về chăm sóc, kiểm tra hàng giây hàng phút cái tâm, tiếng lòng, tiếng nói từ đáy lòng của chúng ta. Mà khi mà chúng ta kiểm soát được cái đáy lòng chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây á, thì chúng ta có khi nào nói bậy không? Có khi nào nghĩ bậy không? Có khi nào mà làm bậy không? Thấy chưa? Đó, dễ thôi. Cái đỉnh cao của các tâm phái nó sâu là cái chỗ đó, chứ không phải các tôn phái, các tâm phái nó đưa đến sự linh thiêng nha. Chứ bị nhớ, cái từ Quán Thế Âm đó, học đến mức đó mới là cái đỉnh cao của Quán Thế Âm. Cái từ Quán Thế Âm Đức Phật đưa ra là cái phương pháp để chúng ta tu tập, mà chúng ta biến trở thành cái gì? Cái tượng đài để chúng ta lại cúng. Bây giờ giống như có một cái cuốn sách mà gọi là Nữ Công Gia Chánh, mà người ta cho mình, chúng ta để lên cái bàn thờ, đốt hương trầm rồi lên, chúng ta lấy cái mỏ tung, chúng ta tụng tôi muốn ăn một tô phở, tôi muốn ăn một tô mì. Cái vị tụng coi thử cái tô phở, tô mì có văng ra không biết à. Mà nếu cái cẩm nang đó cái vị mở ra, cái vị theo cái công thức hướng dẫn trong đó làm cái nào trước cái nào sau, thì cái vị có mì phở ăn không? Rõ ràng cái vị biến trở thành cái phương pháp tu thành, trở thành cái công cụ để thờ cúng. Sai lầm lớn trong giáo lý nhà Phật là từ cái chỗ đó. Mà cái từ Quán Thế Âm quý vị cũng nhớ để ý cái chỗ này nè. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải đợi kêu tên Ngài, gọi tên Ngài mới cứu. Nếu mà đợi gọi với giờ ẹt. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm không đợi người ta kêu. Một vị Bồ Tát mà đẳng giác là không đợi ai kêu, không còn thăng và sơ nữa, là bổn phận trách mình, trách nhiệm mình thấy ai khổ là tự đâu cứu à. Vậy đó mà chúng ta lý luận Bồ Tát Quan Thế Âm là để đó lắng nghe ai kêu gọi cũng cho tại chứ cứu, chạy giống như chạy xô vậy đó. Chưa có lý luận nha, mà nếu mà suy lý luận một hồi là cứ bị làm cho quan Bồ Tát Quan Thế Âm đấy, giải thích mà sai lầm là Bồ Tát Quan Âm ăn ngợ đấy. Bây giờ thử hai người còn sống này, một sư cô đây quý sư, mà bây giờ cũng cầu nguyện Quan Thế Âm, mà bây giờ sư cô này cầu nguyện Quan Thế Âm tới, có nghĩa là đang bệnh y chang vậy đó, nhưng mà cầu nguyện có kết quả. Còn sư cũng bệnh y chang vậy, cũng hướng tới cái tượng đó mà cầu bà không cứu được thì sao? Bà thiện hay là bà tốt, bà trúng hay bà sai? Cái sai lầm, cái nhận, cái giải thích kinh điển mà sai lầm là quan cho Phật nha, quan Bồ Tát đấy. Cái chuyện mà sư cô này cầu nguyện mà nó có kết quả đó là do cái nhân lành của sư cô này gieo tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Với lại khi mà cầu nguyện cái tâm mà nó gọi là nó tỉnh rồi á, thì cái tâm mà nó lạc rồi á, thì nó sẽ chuyển đến cái thân chúng ta, nó sẽ bớt đau khổ rất là nhiều, nó có thể trị bệnh được nữa. Cái này rất là khoa học nha, chứ không phải là linh thiêng gì cả. Một cái tâm hồn mà thoải mái thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cơ thể chúng ta. Giống như bây giờ ai mà đạp gai á, mà bây giờ không có ai mà đi với mình đó, mình dở lên mà ngồi mình hít hà hoài vậy đó, thấy nó đau dữ lắm. Nhưng mà lúc mà mình đạp cái cộng kiểm xong mà ở đằng sau mà ai lấy súng mà tỉa á, cái bị có thấy đau không biết à? Hay là chó rượt là chắc chắn cái bị không bao giờ thấy đau. Cái tâm nó rất là quan trọng.
Quý vị nhớ là chúng ta Quan Thế Âm, chúng ta giải thích nó hai trường hợp. Một là Quan Thế Âm theo dân gian thì 50-50 hên xui. Mà hên xui này là do cái nhân, cũng là nhân quả thôi, do chúng ta gieo tạo trong đời như đời đó, bây giờ nó rớt ngay cái lúc chúng ta cầu nguyện, chứ không hề Quan Thế Âm giúp được nha. Quan Thế Âm mà giúp được thì chuyện gì xảy ra? Nó nghịch với cái gì? Nhân quả. Mà nhớ là cái quy luật nhân quả là không có bài kinh nào Đức Phật nói nghịch là quy luật nhân quả cả. Chúng ta không khéo là chúng ta hại Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. Người ta ra thách đố, người ta ra mà kiểm chứng mà chúng ta không giải thích được là Bồ Tát Âm thua đấy. Giống như có lần trình bày cái vị mà 32 cái tướng mà Bồ Tát Quan Âm mà hiện ra đó, ở trong kinh Pháp Hoa, là ví dụ như khi mà bị xiềng xích đó, mà niệm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm tới cứu á, hay là đứng trước hầm bối sư tử mà niệm Quan Thế Âm, Bồ Tát Âm tới cứu, trước khi mà hầm bối sư tử ăn á, dám làm không? Kiểm chứng coi. Nhớ trong kinh Đức Phật, Ngài A Nan nói rất là kỹ, nói rằng là mặt trời á có thể lạnh đi, mà mặt trời có khi nào lạnh không? Mặt trăng có thể nóng lên, nhưng mà lời của Đức Phật không bao giờ sai. Mà chúng ta làm mà không được, có nghĩa là chúng ta xác định lời Đức Phật nói bậy, không dám làm mà làm mà bị cọp ăn á, trước khi Bồ Tát Quan Âm thì chuyện gì xảy ra? Là Bồ Tát là sai lầm. Cái vị hiểu có nghĩa đen là không bao giờ giải thích được 32 tướng đó. Mà cái vị hiểu dùm là 32 cái tướng trong kinh Phẩm Phổ Môn Pháp Hoa đó, là Đức Phật muốn nói là cái gì? Cái tâm chúng ta mỗi lần mà cái chuyện gì hầm bối sư tử là cái thể hiện cái sự gì? Sân si là muốn giết người. Nếu mà lúc này mà không dằn lại, mà cộng với niệm danh hiệu Quan Thế Âm, mà nhớ là phải nhất tâm nha, chứ không phải nhờ Quan Thế Âm. Mình cố gắng mình nhắm mắt lại, mình niệm cậu cái tâm mình vào từng cái từ Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái vị năm niệm 5-10 phút thì cứ bực bội hồi nãy giờ chỉ muốn giết người nó còn không? Ừ. Mà cái này do Quan Thế Âm cứu hay là sao? Do chúng ta áp dụng phương pháp. Rõ ràng là cái nghĩa bóng nó rất giải thích được cái sự minh bạch của kinh điển. Rồi gọi là xiềng xích. Bây giờ thử coi, kêu mấy ông giám, ông Bullitt đó, ông còng lại, rồi tất cả trường chúng ta tập trung lại, chuông mỏ ra gõ niệm cho cái sợi dây xích văng ra được không? Sai. Mà xiềng xích ở đây có nghĩa là cái tâm thức chúng ta nó đang dèo xó bởi cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái bực, cái bội gì đó, nó đang giống như còng lại vậy đó. Mà những cái lúc này cái vị niệm, cái lấy danh hiệu Quan Thế Âm, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái vị niệm nhất tâm vào cậu cái tâm, cái vị dừng từng vào tư 5-10 phút, cái vị xả ra thì chuyện gì xảy ra? Xiềng xích nó đứt. Nhớ cái vị muốn giải thích được cái kinh Phẩm Phổ Môn mà đúng nghĩa kinh điển, cái vị phải giải thích có nghĩa là 32 cái tướng nó biểu hiện trong cái tâm thức của chúng ta, chứ không phải cái sự bên ngoài nha. Cái sự bên ngoài là cái vị không bao giờ giải thích được. À, nói chơi vậy thôi, không biết cái vị nghe có nổi không thôi. Chứ tự hồi giờ cứ cầu không mà, tự hồi giờ uống thuốc giả không à. Nhưng mà phải uống vậy đó, nó không bớt bệnh miếng nào vẫn uống. Nó rõ ràng thôi, kinh cái lớp này là phải trình bày cái này, cái vị thấy rõ ràng. Nên cái nền kinh điển quý vị thấy rằng có những lúc mà nó là ba cái tắc đàn đầu tiên, giống như Đức Phật vậy đó, gần như không có ai nói kiểu đó, gần như gọi nghe là có không bao giờ nói Đức Phật hay nói giỡn chơi, mà phải nói là Đức Phật có nhiều lúc Đức Phật giỡn chơi. Giống như ở cái vị co Đức Phật mình giống như ông già mà chơi mấy đứa con nít vậy đó, có những lúc đứa con nít nó chơi những cái này kia nọ thì ông già đó phải bày ra cái gì đó để mục đích dạy cái đứa con nít đó. Thì Đức Phật nhìn tất cả chúng sanh này gần như y chang như vậy, nó đang đau khổ, nó đang cuồng mê trong cái gì đó, Đức Phật phải dạy nó. Học vậy đó chúng ta mới thấy Đức Phật mới gần chúng ta được. Rồi hôm nay dừng ở đây chứ gì đâu ha.
Rồi giống như là cuối năm mà ha. Chúc không à? Chúc cũng vậy à. Học kinh Đại Bát Niết Bàn không chúc được cái gì hết á. Mà muốn vui, muốn có kết quả làm bằng cách nào? Tự tạo cái nhân thôi à. Đừng có kiếm chuyện người khác. Đừng có nhiều chuyện. Rồi muốn có cái phước báo thì cố gắng tạo cái công đức, làm nhiều cái điều thiện, điều lành, là tự động có cái nhân, cái quả nó sẽ đến. Còn bây giờ cái việc không tạo cái nhân nào hết mà kêu ông sư, ông thầy là chút cỡ nào đi nữa cũng không có liên quan gì hết. Nói vậy không phải là coi thường tăng ni nha, mà phải nói rằng là cái vị tin vào quy luật nhân quả tuyệt đối. Tăng ni cũng y chang vậy thôi hà, chứ không có khác cái gì hết. Nhưng mà quý vị thấy làm cái bổn phận tăng ni rất là khó à, gần như rất là cái vị ở đây giờ kiểu xin nói đơn giản, kêu quý vị cạo cái đầu, quý vị cạo được không biết à? Cạo không? Thấy cái chuyện đó lại khó trước. Rồi quý vị dám hy sinh đời cái vị để đi vô chùa ở lo cho người thiên hạ được không? Thông thiệt có dịp cũng phải tâm sự cái chuyện mà cái bổn phận của tăng ni rất là nặng chứ không phải là đơn giản. Một cái hành động việc làm rất là cao siêu chứ không phải đơn giản miếng nào đâu quý vị. Nên Đức Phật ông nói là cái bổn phận của tăng ni đối với trong cái giáo lý của Đức Phật cũng rất là quan trọng. Mình phải nói rằng là nếu mà Phật giáo phát triển tốt hay không đó, tồn tại hay là ngoại diệt hay không á, mình nói ngoại đạo nó chống đối không nghi lý gì đâu. Phải nói là trong tăng đoàn, trong nội bộ của chúng ta, tăng ni nghiên cứu kinh điển không đến nơi đến chốn, không tu tập, Phật tử không đến tập, là cái đó là cái điểm yếu nhất của chí tử của Phật giáo. Chứ còn ngoại đạo nói chuyện nó đập cái chùa, cái miếu này kia nọ, mà cái nội công mà tăng ni mà đi khất thực chinh ăn mà tu đúng giáo lý nhà Phật, cái đồ kia không chi nhi gì đâu. Cái đó mà Đức Phật nói trong kinh gọi là chỉ có cái con sư tử mà cái con gì mới ăn được con sư tử, con trùng của nó mới ăn được con sư tử. Chứ mà đừng có la làng nó ở ngoại đạo nó chống đối với mình, không ấy đâu. Mà trong đó là tứ chúng của chúng ta phải chịu trách nhiệm để cho Phật pháp được trường tồn hay là ngoại diệt hay không là do tăng ni tứ chúng chúng ta, rất là quan trọng. Trời, hôm nay dừng ở đây quý vị. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.